vậy đúng rồi sao em khóc mẹ, nó bị đứt. Bởi vì cái thằng kia go fast rồi má. Tiền vậy thì xếp cho cái sức nặng nó chịu lên cái tay. Để nó nằm được lên cao thì đỡ hơn. Oh, she's doing good. Cái chấm đây không phải như vậy đâu mà làm. Lên sao?